Chào quý anh chị nhé. Tại đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đang có mặt tại nhà anh Thịnh ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để bàn giao hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng đẹp cho gia đình anh. Đây là nhà anh này. Còn bên kia anh ấy đang muốn định xây cái đây, ngôi nhà ở cái đám đất ở phía bên kia nhé. Đối diện, cái đường này là đường giao thông liên tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ anh chị vào trong nhà để xem bàn giao cho. Hôm nay vừa nãy anh gọi hình cho em đi đâu vâng ạ? Vâng ạ, chơi kệ cháu ngồi cháu cho đứng đây. Cháu ngồi trong bên kia. Đâu, cháu quay ít video để vâng. Cái video về công ty. Nhà mình xây ở về đối diện bên kia đấy hả chú? Nhà mình xây ở cái lô đất. Vâng ạ. Cháu nhìn ở trong đấy thôi. Vâng, đám đất thì cũng được xong nhỉ chú nhỉ? Xây vào trong đây mai mở rộng đường thì đất nhà mình sâu như thế thoải mái. Bên này thì chiều sâu không được bằng bên đấy. Nhà bên này ngắn nhỉ? Làm đến phần mái báo anh cho anh em lên để kiểm tra. Từ đằng làm sắt hay là làm sắt đấy. Ông qua hôm trước là anh em đi chơi. Thế là anh bảo hôm chơi xong về anh gửi đưa thì các bà rồi đi các bà du lịch để đi công trình. Công trình lúc em điện anh bảo về anh chưa ông thì anh gửi in trên đấy em đi qua thì lấy trước đổi máu thế em ở nhà em không đi nào à không nào cũng được nghỉ. Thợ ở đâu làm? Thợ ở cũng ở quanh quanh đây à quanh đây. Dưới này thì làm bên nhà anh được. Em cứ xem xong cái gì chưa rõ thì cứ hỏi anh. Đây là cái không gian nhà cô chú với anh chị đang ở bên này. Thế nhưng mà cái ngôi nhà mới anh chị sẽ xây ở cái chỗ lô đất đối diện ở phía bên kia đường anh chị nhé. Lô đất đấy thì chiều sâu nó được dài hơn cái ngôi nhà này. Và đây là đường giao thông liên tỉnh Quảng Ninh. Anh chị vừa xem đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green bàn giao hồ sơ bản vẽ cho gia đình anh Thịnh ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Anh chị nào cần tư vấn thiết kế nhà đẹp hãy liên hệ với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566 để chúng tôi về tận nhà khảo sát hiện trạng đất
tư vấn và lên phương án thiết kế cho anh chị nhé. Anh chị cần tư vấn thiết kế liên hệ với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566. Trong quá trình làm thì khi thi công đơn vị chúng tôi vẫn về kiểm tra, giám sát, cốt thép các hạng mục cho anh chị và hỗ trợ anh chị cho đến khi công trình hoàn thiện. Anh chị yên tâm nhé. Video phát trực tiếp của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị video clip tiếp theo ạ.